Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nha. Hôm nay mình đi ra một con hẻm trên đường Dương Bá Trạc thuộc quận 8 đó các bạn. Thì ở trong đây có cái chị bán bánh xèo, bánh khọt, gỏi cuốn, gỏi đu đủ. Và mình mời các bạn cùng dùng với mình chiếc bánh xèo của chị Hồng nha các bạn. Chị đổ một lượt mấy chảo? Đúng rồi, 3 chảo. Đó, chúng ta theo coi chị đổ cái bánh xèo này. Tôm 6-7 con tôm luôn. Thịt ba rọi, củ hành tây, chảo dầu rất là sôi luôn. Những cái bánh nó bột nó bung cái vành. Giờ này còn sớm á, chứ chút xíu nữa là kẹt xe luôn á. Đứng con chảo đứng luôn nãy giờ. Nó bung vành là cái bìa nó giò hả con? Còn chưa, còn 2 hộp nữa. Có bánh khọt ha. Ngon chị là nhiêu một hộp vậy chị? Hộp 10 cái. Hộp 10 cái 40.000. À có nghĩa là 1 cái 40.000. Dạ đúng rồi, mình trả là 40.000. Bánh khọt mình cũng ăn kèm rau sống với nước chấm á. Nước chấm ra chấm chấm đầy đủ. Ngon béo. Em ơi còn lắm thời gian là bánh xèo là nhiêu cái anh? Bánh xèo là 30.000. Ship đi đâu vậy anh? Ship vô Phú Mỹ Hưng anh. Khách bên Phú Mỹ Hưng ăn là biết rồi. Đây là củ sắn hả chị? Dạ sắn, củ lá. Dạ. Có rau xanh hấp sẵn. Hôm chị chiên hai cái bánh được nó bung cái dành lên hết. Chứng tỏ bánh sẽ rất là giòn. Chị bán đây được lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi chị? Dạ, bán 17 năm. Ủa? Bán ở đây rồi hả? Dạ, em mở ra là bán đây vậy đây tận nhà. Ủa, thường khi là khách có ngồi ăn không? Đúng là chưa có dịch đó. Có chứ. Khách từng có ăn nhưng mà chị dịch bệnh nhà. Bạn thấy ở trong nó không có rộng mấy. Dạ, nhưng mà... Cũng có ngồi ăn hả? Đa số là mang về nhiều hơn. Dạ dạ. Các cá ăn thì cũng có nhưng mà nó ít hơn là cái số mang về. Dạ. Nó chỉ là một cái chảo bình thường thôi, chứ không là gì mình chiên lâu ngày á. Thì chảo nó ngon thôi, chứ nó là cái chảo bình thường. Nghĩa là cái chảo mới sẽ không ngon mà cái chảo cũ. Tại vì mình chiên thì nó ngon thôi. Đó, cùng lúc ba chảo luôn. Mà đây mắm ngon lắm nha. Rất là quay của năm nó không vậy là rất đặc nhạc luôn. Ồ, nhìn cái bánh sắn xuống là mình thấy nó rất là giòn đó các bạn. Chứ có điều kiện mình ăn nóng ăn mới nó sẽ tốt hơn, nó sẽ ngon hơn. Thường một cái như vậy mình chiên khoảng mấy phút thì được chị? 3 phút. Mình có thể xem sơ qua những cái nguyên liệu để chị làm đổ bánh xèo ha. Cái gì đó lợn cận trong đó là cái gì chị? Hành lá. Cái này mình đã luộc qua rồi hả chị? Hết luộc rồi. Rồi, thành những cái đậu xanh, củ sắn, giá và hành tây. Cái món này đặc sản miền Tây rất là hấp dẫn luôn, ăn với lại rau nước mắm rồi các bạn. Rồi mình xem anh làm cái mẻ mới nha. Hết cái chảo này là 19 cá đó các bạn, một cái 4.000. Bột bánh khọt nó sẽ dày hơn là bánh xèo. Béo mà giòn. Mình sẽ đổ bột đầy tràn lên thì sẽ nhìn cái bánh nó sẽ to. Một mẻ như vậy là khoảng mấy phút? Khoảng 5 phút nó ra, mình phải luộc sẵn. Để sống nước tăng 10 cái một người là ăn no luôn á. Nhưng mà mình ăn không 10 cái thì ăn 7 cái, 8 cái, tùy theo người ăn. Dạ. Thế nữa nó chín xong rồi bỏ hành lá vô. Nửa chừng mình phải xay hả? Dạ đúng rồi. Để cho nó đều cái bánh. Cái này, những cái món này ăn nóng nó hấp dẫn nha các bạn. Đó, bây giờ anh cho hành lá lên. Địa chỉ số nhà mình đây là mấy nha? Dạ 39 xịt 8 258 xịt 39 Dương Bá Trạc. Phường mấy nha? Phường 2 quận 8. Ở đây có mình thấy có đu đủ bào sợi các bạn, để làm gỏi đu đủ, tôm thịt, tai heo rồi đó các bạn. Sai rồi, bán 10 ký gạo á. Gạo xay ra đó. Xe mình vớt những cái bánh ra. Cái bánh nó giòn lắm luôn. Sau ít phút thì bánh khọt đã chín ha. Ở dưới đáy và cái viền nó sẽ giòn. Còn bột ở trong nó cũng còn mềm mềm. Dạ, đúng rồi. Đúng chất bánh khọt miền Tây. Trong nó dẻo mà nó béo.
Đó, 19 cái đã ra lò. Bánh này ăn cũng không có dầu, ít dầu, không có hút dầu. Nó bung quá, bung ra thì đâu có rút vô. À, coi cái quy trình chị cuốn một cái gỏi cuốn tôm thịt lỗ tai heo. À, lắp rau sống á chị ha. Yeah. Bún á chị ha, bún có đếm cộng không? Có bóc đại. Nhắm dần thôi. Đó, xếp lại. Cái này phải khéo tay lắm nè, cuốn nó mới đều được. Bún rau. Cuốn lại. Cái nào của anh bỏ tôm vô. Lỗ tai hả chị ha? À, lấy lỗ tai heo và tôm. Gỏi cuốn thì không thể thiếu hẹ được. À, vậy là không mỗi cuốn hả chị? Mình ăn kèm với cái gì chị? Tương với lại mắm. Mắm nêm á. Tùy ha, khách chấm tương hoặc là tấm nêm. À, có bọc ni lông nữa. Rất là kỹ và vệ sinh luôn. À, mình có thể lựa chọn là chấm nước tương, tương ngọt hoặc là mắm nêm. Mình có kèm với đậu phộng rồi này có không chị? Có, đậu phộng với... Vô tương hay vô mắm hả? Vô trong tương á. À, giờ chị cho hỏi mình là một cái cuốn cho bao nhiêu tiền chị? 7 ngàn. À, rau xà lách và những cái này với rau sống nè. Quế, húng cây, giáp cá, cải, bẹ xanh, xà lách. Cái này là nước chấm, nước mắm. Chấm những cái loại gì ạ? Chấm của bác xèo, bánh khọt. Bánh mắm này chưa ngon. Chào nãy giờ. Nhiều khách ở đây ăn nước mắm này, nước mắm này ngon lắm. Người ta cũng đi nhiều tiệm nhưng mà... Ăn bánh xèo rồi. Ăn bánh xèo, bánh khọt. Có nhiều khách tới đây ăn là xin nước mắm nhiều. Không? Ở đây rất là ngon. Đến 5 giờ chiều. Và các bạn có thể ăn từ sớm là nghỉ sớm á. Nhưng mà cái giờ mà trung bình là 5 giờ. Cái rìa nó vẫn còn giòn. Đó, mình thấy cái bột này nè. Có trong đây có thịt nè. Như miếng thịt ba rọi nè các bạn. Đó, tôm mình ăn luôn phần bột luôn. Rồi, tôm nữa. Giá, củ sắn. Đậu xanh thì nằm cho cái bánh nha các bạn. Mình cuốn lại. Đủ thứ mùi vị kết hợp lại giữa cái mùi vị của tất cả các loại rau và tôm thịt, bột, giòn, rồi củ sắn. Hòa quyện tất cả thứ lại, tạo thành cái mùi vị đặc trưng và bánh xèo, một cái món dân dã miền Tây đó các bạn. Nước mắm cũng có vị chua chua các bạn, tại vì nó có đầu chua trong này nữa nè. Mặn ngọt chua, cay, và thơm, đó là cái vị của nước mắm các bạn. À, các bạn ở gần đó có thể ghé chị Hồng để ăn những cái món bánh xèo, bánh khọt này nha. Mình xin kết thúc video ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn đừng quên chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nha. Mình chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.